Quan trọng là thần thái. Quan trọng phải là thần thái, quan trọng khi là con gái. Bao giờ yêu thì luôn đúng, chẳng bao giờ thấy sai. Quan trọng vẫn là thần thái, khi mình yêu là con trai. Dẫu người ta gọi mình ai, cũng chẳng có gì để sai. Quan trọng phải là thần thái, quan trọng khi là con gái. Bao giờ yêu thì luôn đúng, sẽ chẳng bao giờ thấy sai. Quan trọng vẫn là thần thái, khi mình yêu là con trai. Dẫu người ta gọi mình ai, cũng chẳng có gì để sai. Tốt hơn là mình biết thần thái nằm đâu. Tốt hơn là mình biết thần thái đậm sâu. Thần thái quan trọng vẫn là cái thần thái, ai khen chê cứ mặc kệ, mình cứ ngầu có gì phải ngần ngại. Vì mình đẹp chỗ nào tự mình biết, mình xấu chỗ nào cũng mình biết. Cái gì của mình tự mình quyết, để tâm làm gì mới lời không cần thiết. Bởi cơ bản xã hội vốn thị phi, bất kể là chuyện lớn hay là vì lý tí. Mình làm gì đi nữa thì họ vẫn gì nghĩ, thế nên kệ đi, hơi đâu mà suy nghĩ. Quan trọng nhất không phải vẻ bề ngoài, xấu đẹp chân ngắn hay chân dài. Ấy, nhẹ mà mới còn biết. Cái gì đây? Rai sẵn sàng tấn công. Really? Nó hiếp em anh ơi. Mình là ghét thì mình bữa giờ mình nhận nó đi. Mình biết là mình chết rồi nên mình farm hết lính thì mình chết. Mình cố gắng mình farm hết lính đi chứ mình chạy là mình cũng chết à. Chạy đi đâu nữa. Cái
rồi xong cho con rai bùa luôn đúng không? Có bùa gì không? Hay lắm. Cho nó bùa đỏ luôn hay lắm. Cây mày nhau rồi, tí tao lấy cái bộ đỏ mà mày luôn đó. Nhau này tao lấy lại cái bộ đỏ đó. Ông gì cũng lù đù quá. Shut down.
No technique is forbidden. Rai nó qua em rồi. Ủa giá AFK. Đúng rồi, AFK lâu rồi mà. Quái. No technique is forbidden. Đệt mày giá AFK sao win? Phải nó giác đi kia không 4 luôn rồi mà. Không 3 rồi. Hậu năng rồng luôn rồi. Rồi ông Zack ông AFK rồi sao win đây? Căng dữ. Để
enemy has been slain. Rồi sao quy được ta? The truth lies in darkness. Tự nhiên dắt AFK thua game luôn. Nó đang xanh, nó đi thằng này mà giờ không bốn rồi, giờ thằng này phang gấp đôi vô đánh sao lại. Khó nhỉ. Z này đâu có con được. Z đánh với Lee Sin đánh không lại. Ờ vô rồi. Và rồi win rồi. Chầu em đập chầu. Dạ.
tổ thằng này. Mình được nái thằng con nạn. Về đi. Mình về cái. Mình đâu chi em? Không chết luôn ta. Lì dữ vậy. Khỏe vậy. Hai phi tiêu đánh thường các kiểu. À chưa có sần, chưa có sốc điện. Hỏi sao nó không chết đúng rồi. Rồi em ơi. Đông quá. Đợi anh xíu. Là anh giết Y-Rê. Rồi đây nó ulti chưa ta? Căng nhỉ. Con đi ra nó được farm lại nhiều quá. Nó khỏe. Hay. Đi ra nó được farm lại vậy nó quẩy kìa. Nó top đang xanh thì tự nhiên. Đúng rồi, gì nó hơi gà. Đen quá. Ra mở cửa coi có ai chạy ra không. Đếp nhà đi. Nhà mà Y-Rê nó xuống nó kiếm em giờ. Đếp nhà kìa, nhà bể kìa, nó đập nhà kìa. Đi chạy thẳng về đập nhà kìa, nó đập nhà kìa. Em bê về. Bê về chứ đi chạy thẳng về mà đếp chứ. Em chạy nhanh mà. I dance on your floor.
của mày cái. Tí nè em. Ăn đi. Thôi bỏ bỏ em ơi, Irene nó ra, bỏ bỏ bỏ. Rồi ăn được rồi. Thằng đó em xích ra, em xích ra, em xích ra đi. Trời ơi, em sai rồi, em đã ăn được Baron rồi. Em đi ra Morgana, thằng là ăn được Baron rồi. À, em đi ra thôi, để Morgana tăng, em đứng em bắn là xong Baron rồi. Your inhibitor is respawning soon.
gì ra đi. Rất áp ca thua. Thua do trận này rắc nó áp ca 10 phút luôn. Chơi gì. Đâu bây giờ đây? Đủ view rồi. Khổ, ông rắc ông áp, ông hành cho con IR04 sao ông đang 3 mạng. Ông áp ca 10 phút sao ông mới vô sao mà win. Khó vãi. Rắc áp ca lâu quá. Ok, bắn vô bây giờ đi. IR là gọi là cái thằng được hưởng sái, được pha một mình một lan á. Chứ nó đánh hay ho gì. Từ từ vô ạc á.